tại một trạm tàu điện ngầm ở Trung Quốc, người ta tình cờ nhìn thấy hình ảnh cha và con gái đang xếp hàng đứng đợi chuyến tàu điện ngầm tiếp theo. Điều đáng nói, ngay tại thời điểm đó, không có nhiều hành khách nhưng hai cha con vẫn ngay ngắn đứng xếp hàng thẳng lối khiến người ta chú ý. Người bố đang đứng ngoài dạc dàng là khu vực xếp hàng đợi lên tàu điện ngầm. Anh duy trì tư thế thẳng đứng, sau lưng anh là con gái nhỏ cũng học theo bố. Bởi bản tính hiếu kỳ của trẻ con, cô bé nhiều lần nghiêng đầu nhìn vào cửa kính của toa tàu. Sau đó, cô bé lập tức trở về vị trí của mình và im lặng đứng đợi. Con gái đứng xếp hàng phía sau lưng bố, thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn phía trước, xong lại quay về vị trí xếp hàng. Sau khi hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã bình luận: cô bé đáng yêu quá, đây chính là hành động mẫu mực mà người bố cần làm. Dạy dỗ con phải lấy mình làm gương, phụ huynh có tố chất nhất định sẽ bồi dưỡng ra một đứa trẻ tài giỏi. Nhìn hình ảnh cô bé bắt chước bố, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Lời nói và hành động dạy dỗ của cha mẹ có giá trị thiết thực hơn mọi quyển sách giáo dục trên đời. Khi đưa trẻ đến địa điểm có phương tiện giao thông công cộng, cha mẹ cần chú ý điều gì? 1. Tập cho trẻ thói quen xếp hàng như mọi người. Khi đưa trẻ đến địa điểm có phương tiện giao thông công cộng, cha mẹ phải nói cho trẻ biết xếp hàng là nguyên tắc cơ bản tại nơi công cộng. Cha mẹ cần cho trẻ biết xếp hàng là hành động cần thiết và hãy tập cho trẻ thói quen như mọi người. Lợi ích là cho dù vào thời điểm đông người cũng sẽ không gây cản trở hay ùn tắc ở lối ra vào. Đây là cách tránh tạo phiền phức đối với bản thân và cả người xung quanh. Trẻ nhỏ rất thích mô phỏng theo hành vi và cử chỉ của cha mẹ. Khi cha mẹ có hành động tốt, trẻ sẽ học theo điều tốt và điều này có giá trị hơn bất kỳ lời răn dạy nào. 2. Chủ động nhường chỗ cho người cần hơn mình. Cha mẹ nên chú ý đến hành vi của mình, đặc biệt là khi gặp người già và trẻ nhỏ. Nếu cha mẹ đứng dậy nhường chỗ cho người già thì phải nói rõ lý do cho trẻ biết. Hành động của cha mẹ sẽ giúp trẻ học cách giúp đỡ mọi người, có tinh thần vì cộng đồng và sự lương thiện ngay từ khi còn nhỏ. Thông qua một quyển sách, trẻ có thể học được lễ nghi cơ bản. Nhưng hành động của cha mẹ mới có tầm ảnh hưởng sâu sắc và tác động đến tiềm thức của trẻ. Cha mẹ cũng nên hướng dẫn trẻ cách nói cảm ơn khi có người nhường chỗ. 3. Cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng cho phép. Nếu trong khả năng cho phép, cha mẹ đừng ngại giúp đỡ khi thấy người lạ gặp tình cảnh khó khăn. Hành động thiện nguyện của cha mẹ sẽ giúp trẻ cảm nhận mối quan hệ giữa con người rất ấm áp và thân thiện. Sau khi trưởng thành, trẻ sẽ trở thành một người nhiệt tình và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Cha mẹ chính là giáo viên đầu đời của trẻ, cách cha mẹ truyền đạt và dạy dỗ sẽ thấm sâu vào nhận thức. Trong suy nghĩ của trẻ, mọi điều cha mẹ làm đều đúng, do đó cha mẹ nên cẩn trọng trong hành vi và lời nói của mình. Cha mẹ hãy trở thành tấm gương sáng giúp trẻ học quy tắc tại nơi công cộng và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Theo Tao TI,